Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 được lộc trời cho, giàu sang, phú quý trọn đời. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, các cụ ngày xưa đã truyền tay nhau câu ca dao: làm nhà xoay cửa hướng đông, dù làm đến chết cũng không ra gì. Theo quan niệm của phong thủy học thì làm nhà hướng đông năm 2020 phạm đại sát không thể làm được. Tuy nhiên, nhà hướng nào thì còn phải phụ thuộc vào tuổi của gia chủ, năm đồng thổ và hướng tọa của ngôi nhà. Vậy gia chủ sinh năm 1971 có nên làm nhà xây sửa trong năm 2020 hay không? Làm nhà hướng nào để mang lại may mắn, tài lộc cho người tuổi Tân Hợi 1971? Nếu như quý vị tuổi Tân Hợi đang ở nhà hướng xấu thì có cách nào để hóa giải xung sát? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc hay là tam tai hay không. Đầu tiên thì ta xét đến kim lâu năm Canh Tý 2020, gia chủ tuổi Tân Hợi. Theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm phải kim lâu nên có thể xây nhà được, nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cát lành hay không. Còn xét đến hoang ốc thì tuổi Tân Hợi 1971 theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải ngũ thụ tử. Ngũ tử ly thân, phòng tử biệt, gia chủ mà làm nhà vào tuổi này, trong nhà mọi người sẽ chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Còn xét đến tam tai thì người tuổi Tân Hợi cần tránh các năm tam tai, tị ngọ mùi, năm làm nhà 2020 Canh Tý. Theo cách tính thì gia chủ 1971 Tân Hợi sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Trong năm này phạm phải ngũ thụ tử, ngũ tử ly thân, phòng tử biệt, gia chủ mà làm nhà vào tuổi này thì có thể rơi vào cảnh tử biệt sinh ly. Nếu muốn làm đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành như sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ là cát lành. Tuy nhiên, tùy từ hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta cần phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, còn nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét đến vận đắc ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020, mời các quý vị và anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1971 Tân Hợi, nam mệnh thuộc cung Khôn Thổ, nữ mệnh thuộc cung Tốn Mộc. Xét đến việc xây nhà như sau: đối với nam mạng thì Tân Hợi, cung Khôn, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy tuổi này có bốn hướng tốt là Tây Nam Phục Vi, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diêm Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Bốn hướng xấu: Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi 1971 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc, gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế. Với nhà tọa Ngọ hướng Tý, phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Hợi nam mạng xây nhà hướng này phạm vào tuyệt mệnh đại hung. Tuổi Tân Hợi xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tự quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật. Con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Tân Hợi khi xây nhà hướng này thì cần phải hết sức lưu ý đề phòng. Phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế lại, bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trục để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi 1971.
Thứ hai đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm Canh Tý xây nhà Đại Cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Tân Hợi Nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái lạc hẳn, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Tân Hợi đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải các cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Vì vậy tuổi Tân Hợi khi mà xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng. Phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi Nhày như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi 1971. Thứ ba đó là hướng Đông, gồm có ba sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát, là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đào đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm sẽ được nhiều may mắn cát lành hơn. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức hỏa vào thân. Với nam mạng người tuổi Tân Hợi 1971 mà ở nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại. Mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tự quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nhà khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi. Thứ tư đó là hướng Tây gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Tân Hợi 1971 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn. Chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ năm
Đó là hướng Tây Bắc gồm có 3 Sơn Tuất, Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Tân Hợi xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được sinh niên là sao Vũ Cúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn, vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh khí chất nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Thứ sáu, đó là hướng Đông Bắc gồm có 3 Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên xây mới trong năm Canh Tý rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới cho tháng 4 và 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và 6 âm lịch. Tuổi 1971 Tân Hợi nam mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tự quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, tham quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát lành và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra hướng này thì cần treo chức của nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Thứ bảy, đó là hướng Đông Nam gồm có 3 Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành tháng 3 và 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất thì không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Với nam mạng Tân Hợi 1971, xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dạy hơn nữa. Năm Canh Tý nếu bất chấp xây thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Còn về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ được hóa giải phần nào những hung họa do xây hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Hợi đang ở nhà hướng Đông Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo chức của nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi 1971. Hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có 3 Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới trong năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm Canh Tý Sơn Thân phạm vào mộng kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây được thì chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 hoặc 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn vào tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát.
Tuổi Tân Hợi xây nhà và ở hướng Tây Nam thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị đều hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải được những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng. Còn đối với nữ mạng thì sao? Mời các bạn theo dõi tiếp video. Đối với nữ mạng Tân Hợi cung Tốn thuộc Đông tứ mệnh, người mệnh Tốn Mộc, bốn hướng tốt là Đông Nam phục vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí, bốn xấu Tây Bắc họa hại, Đông Bắc tuyệt mệnh, Tây lục sát, Tây Nam ngũ quỷ. Đầu tiên chúng ta cùng xét đến đó là hướng Bắc gồm có ba sơn nhâm tý quý, 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại tý, hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng tý, phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi 1971 Tân Hợi nữ mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút thì đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí để hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ tốt lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Thứ hai đó là hướng Nam gồm có ba sơn bính ngọ đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cần phải cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Tân Hợi 1971 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn thổ, hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ ba đó là hướng Đông gồm có ba sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát, là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung, hướng Đông, mộc khắc thổ, nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm phải mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm, sẽ được nhiều may mắn cát lành hơn. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo sức họa vào thân. Tuổi Tân Hợi xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc. Tuổi Tân Hợi xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn, vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà để được may mắn cát lành hơn.
Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Thứ tư, đó là hướng Tây gồm có ba sơn, canh, dậu, tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng, ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn, vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Tân Hợi, nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng. Mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này, phải chọn cách hóa giải, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Tân Hợi đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp với người tuổi Tân Hợi. Tiếp theo, đó là hướng Tây Bắc gồm có 3 sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm canh tí bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể xây mới sửa chữa được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới vào năm canh tí. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Người tuổi Tân Hợi mà ở nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao lộc tổn thuộc thổ hướng Tây Nam, tự quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý, như là nhờ thầy phong thủy giỏi, sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp với người tuổi Tân Hợi 1971. Hướng tiếp theo chúng ta sẽ xét đến, đó là hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm canh tí nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh, nên năm canh tí xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Tỷ đô tiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và 6 âm lịch. Tuổi Tân Hợi xây nhà hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim, tượng quái là đoài. Chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Tân Hợi khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi. Tiếp theo, đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm canh tí sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào tháng cát lành, tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đông chí mà làm.
Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn cụ thể. Tuổi Tân Hợi xây nhà ở hướng Đông Nam thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ. Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, chị ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành. Hao tổn tài lộc, đặt cửa và giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam, gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Canh Tý, sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa thì năm 2020 sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 hoặc 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì chọn vào tháng 9 và 10 âm lịch, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Với nữ mạng Tân Hợi xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở nhà hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Hợi đang ở nhà hướng Tây Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi. Quý vị và các bạn thân mến, làm nhà là việc trọng đại của cả đời người. Quý vị không thể làm cho qua loa mà không tuân theo những quy định về phong thủy. Trên đây là những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp về xem tuổi làm nhà cho người sinh năm 1971 Tân Hợi. Hy vọng rằng với những gì chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho quý vị xây được một ngôi nhà hợp hướng, hợp phong thủy. Hãy đăng ký kênh YouTube Phong Thủy May Mắn, nhấp vào biểu tượng chuông, nhận thông báo để không bỏ lỡ những video về kiến thức phong thủy, tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua. Hãy chia sẻ video này đến bạn bè, người thân để những người thương yêu của bạn không phạm phải những sai lầm đại kỵ trong việc xây nhà. Chúc cho các gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 xây được ngôi nhà như ý muốn, chiêu các khí mẫu vương, kim ngọc, mãn đường.